Alo alo, hộ chiếu mẫu cũ có còn được sử dụng để làm thủ tục xuất nhập cảnh được không? Hộ chiếu mẫu cũ. Mẫu cũ ở đây là hộ chiếu xanh lá, xanh lá đúng không các bạn? Hiện tại thì Việt Nam của mình đang lưu hành tới 4 mẫu hộ chiếu. Đầu tiên, mẫu hộ chiếu màu xanh lá cây. Thứ hai, xuất hiện vào tháng 7 năm 2022, Bộ Công an Việt Nam đã có ra mẫu hộ chiếu mới và có thay đổi diện mạo thành màu tím than. Tuy nhiên, phiên bản hộ chiếu này thì sẽ không có phần nơi sinh. Thành ra khi chúng ta muốn xin visa của các nước như Mỹ, Canada, châu Âu hay Hàn Quốc thì phải làm một trang gọi là trang bị chú nơi sinh. Trong trường hợp không làm bị chú thì bắt buộc phải làm hộ chiếu mới. Tiếp theo là một mẫu hộ chiếu nữa. Mẫu hộ chiếu này thì chưa gắn chip nhưng có bổ sung phần nơi sinh rồi. Cuối cùng là mẫu hộ chiếu mới nhất của chúng ta, đó là mẫu hộ chiếu có gắn chip. Những ai có làm hộ chiếu từ tháng 3 năm 2023 thì sẽ có mẫu hộ chiếu này trong tay. Một trong những mẫu hộ chiếu được cho là hoàn thiện nhất hiện nay, vì vừa có gắn chip, vừa có bổ sung đầy đủ nơi sinh. Đây cũng được xem là mẫu hộ chiếu được các cơ quan lãnh sự ưu tiên hơn trong việc cấp visa. Bên cạnh đó rút ngắn được thời gian làm thủ tục, thuận lợi hơn rất nhiều cho việc đi lại. Hiện nay, theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, thì tất cả các mẫu hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng đều được sử dụng để làm thủ tục xuất nhập cảnh để bay ra nước ngoài. Do đó, nếu các bạn vẫn còn sở hữu cái cuốn hộ chiếu cũ, thì không bắt buộc để chuyển sang hộ chiếu gắn chip đâu nhé. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm về vấn đề này. Mình là Dung, đến từ Tăng Văn Lan Travel.